Chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh test âm thanh của Boom Bop Audio. Tiếp theo cái clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với toàn thể anh chị em đam mê âm thanh cặp loa Philips tới từ Hà Lan, loa sở hữu cấu hình 3 đường tiếng với một bát 20, một bát cộng hưởng, một trung và một test trung đo, test đo của Philips. Một cặp loa rất là hay, chất âm rất là ngọt ngào, phải nói trung âm là tuyệt vời. Trung test Philips thì anh chị em cũng biết rồi. Đấy, một bát 20, một bát cộng hưởng, cặp loa cũng còn rất là đẹp. Đây họ cũng có cái thông số kỹ thuật của loa. Loa sử dụng rắc đuôi chuột, loa full jungle với một tép, một mic 5 inch, một bát 20 và một bát cộng hưởng. Tên đầy đủ của Philips này là AH224467. Em nhớ không nhầm, thế bên kia vẫn là còn đầy đủ tem. Mọi cặp loa còn rất là đẹp, loa độ nhạy cao và cũng rất là dễ ghép âm ly anh chị em nhé, cực kỳ dễ ghép âm ly, tiếng rất là tốt, tiếng rất là tốt luôn. Đây, bên này còn đầy đủ tem. Để em quay cho anh chị này, một tem, một tép, một mic, một bát cộng hưởng và một bát 20. Thật loa của Philips made in Belgium. Cặp loa rất là dễ ghép âm ly. Mọi lần thì em hay test đĩa CD, logo Philips đầy đủ. Này, loa rất là đẹp. Loa thì có kích cỡ, em xem này, sâu rơi vào 23, cao 59 và ngang ngang em này chắc cũng phải 40 cm. Đó. Loa còn rất là đẹp và tiếng hót thì rất là hay. Loa thì rất là dễ ghép âm ly, anh chị em chỉ cần âm ly nhỏ, đặc biệt là ghép với âm ly đèn thì rất là hay. Đấy, hôm nay thì em làm clip test và giới thiệu. Thường ngày thì em hay chơi đĩa CD, thì hôm nay chúng ta thử chơi bằng đĩa than. Cấu hình em ghép là mâm than đờ lông, cũng rất là dày dặn, rất là đẹp. Model là DP59M cùng với Lachman 55A, cái dòng âm ly Lachman cổ này, cái đường follow rất là hay. Đấy. Em sẽ test lại bản nhạc. Em cũng xin thông báo luôn về cái giá. Những cặp loa này, những cái năm và những cái năm trước thì rất là đắt, khoảng mười mấy triệu thôi. Bây giờ thì đồ nó cũng, đồ châu Âu nó cũng xuống, nên thành ra là em đưa ra cái giá rất là tốt. Nó rơi vào 9.800.000. 9.800.000 cho cặp loa Philips rất là hay, ghép với âm ly công suất nhỏ, biến thế đảo pha hoặc là xuất âm hoặc âm ly đèn rất là hay. Và để tiếp theo đây thì em xin mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Em thử bằng cơ than. Thank you.
Thank you.
trong sao nhắn tên anh. Sao ơi sáng ngời thêm soi quá lòng đất mẹ lại quên thôi lao kề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Rất là hay anh chị ạ, tuyệt vời, rất là ngọt ngào, rất là mềm mại. Vâng, với cặp loa Philips AA AH22467, giá hiện tại bên shop em đang giao bán là 9.800.000. Anh chị em có nhu cầu có thể liên hệ cho em theo số 0904997890. Anh chị em cần hình ảnh chi tiết thì có thể kết bạn em gửi ảnh qua Zalo hoặc là Messenger. Còn anh chị em nào ở Hà Nội thì có thể qua 15 Phố Hồ Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xem và nghe thực tế anh chị em nhé. Vâng, xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh Tết Âm Thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại.